Sáng nay, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, có buổi thăm và làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Dự buổi làm việc có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Báo cáo về công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cho biết, Ủy ban Nhân dân thành phố đã yêu cầu các địa phương đơn vị thực hiện vui xuân đón Tết lành mạnh an toàn, tổ chức các hoạt động lễ hội vui xuân đúng quy định, thiết thực an toàn tiết kiệm. Thành phố cũng chú trọng việc kiểm soát, bình ổn giá cả thị trường, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội với tổng mức kinh phí hỗ trợ dịp này khoảng 115 tỷ đồng, huy động các nguồn lực để quan tâm chăm lo hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ chính sách. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cảm ơn sự quan tâm ủng hộ của Quốc hội dành cho thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua, báo cáo với Phó Chủ tịch Quốc hội một số thành tựu lớn của thành phố trên các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trong năm 2022. Nhấn mạnh, năm 2023 được dự báo sẽ tiếp tục là một năm nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ, chính quyền thành phố quyết tâm thực hiện tốt chủ đề năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, tạo điều kiện từ Quốc hội. Đánh giá cao sự phục hồi trên hầu hết các lĩnh vực của thành phố Đà Nẵng sau đại dịch COVID-19, nhất là những bước tiến ngoạn mục về kinh tế và công tác đảm bảo an sinh xã hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng chia sẻ với những khó khăn thách thức to lớn mà thành phố đã đối mặt trong năm 2022. Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý trong thời gian tới, thành phố cần tiếp tục giải quyết các vấn đề còn tồn động, như các dự án treo, đảm bảo công tác an ninh trật tự, tạo môi trường du lịch thân thiện, chuyên nghiệp, đồng thời mong muốn các cấp ủy chính quyền thành phố phát huy tinh thần đoàn kết, tạo sự thống nhất cao để đưa thành phố phát triển hơn nữa. Nhân dịp này, thay mặt Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương gửi lời chúc mừng năm mới, vui tươi, đoàn kết đến toàn thể các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân thành phố.